suối giữa rừng nguyên sinh này. À, đẹp không? Phong vắt này. Rồi. Chỗ này nó cạn, mà mùa là nước cạn nên nó cạn. Rồi nước chảy. Nó đẹp. Chẳng có cá. Wow, cá. Cá mắc cạn ở trong cái hố nước. Có cá cóc mà. Không có cả cá bống mà. Đẹp. Vì có đâu có khu du lịch nào có thác nước đẹp này. Có nguyên chỉ có rừng cây có thôi. Có cá rất là nhiều. Khu này mùa nước lên là thác chảy rất là đẹp này. Cây đổ ngang suối. Cái khu này mùa lũ rất là dữ dội rồi. Cây lũ quét này, nó cuốn vào đá. Nguyên cây dừa to là cuốn rồi. Cây cọ chứ. Cọ bây giờ. Nước nó cuốn không? Mùa lũ cuốn. Cái to là nó cuốn lên đỉnh ngọn đá luôn. Mùa này nước cạn. Ok. Ở đây sướng. Nước trong vắt, đá đẹp sướng không? Nó chảy ra cũng khá là tiếp. Cảnh vật rất là tuyệt vời. Rừng nguyên sinh, suối giữa rừng nguyên sinh. Nên là có cá không? Trong vắt rất là mát. Nó dừng luôn. Wow, cá. Có cá, có cá bóng. Oh.